Các bạn thân mến, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một phần mềm làm phim hoạt hình khác với TomBomb Harmony và tương đối dễ dàng cho các bạn tạo những phim hoạt hình cho các bé thiếu nhi cũng như là các hoạt cảnh mà các bạn muốn trình chiếu. Thế thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn phần mềm có tên là GuideTalk Animator. Đây là phần mềm rất là hay, có tên là GuideTalk Animator. Phần mềm này thì có rất nhiều trên mạng, các bạn có thể download về và cài đặt. Thế thì đây là cái khung làm việc chính. Ở trên đây là đường thời gian nó chạy ở đây. Phần phía bên tay trái là thanh công cụ điều khiển. Phía trên này là các menu lệnh, bao gồm như menu file, như mở một dự án mới, mở một dự án đã có và ghi vào dự án CPS. Và đây là phần open project, một dự án mới. Phần này thì bao gồm có phần edit, có các lệnh như là undo, redo, rồi delete, duplicate, xóa, và các file link liên kết, motion clip, vân vân. Phần cuối của chúng ta là project setting, thì các bạn có thể đặt cho cái phần mềm chúng ta một cái lượng bộ nhớ, vân vân, camera. Đấy, các bạn có thể gạt lên. Rồi có rất nhiều những cái chỗ như là fix lines width, tức là cố định về chiều rộng của phần mềm, của các đối tượng, scaler, during object scaler, rồi during camera, zoom object scale, tức là những cái này là fix khi mà camera đang zoom in hoặc zoom out và phóng to thu nhỏ về đối tượng. Phần display thì nó sẽ thể hiện cái vùng an toàn của chúng ta, gồm có set background vân vân, thì các bạn có thể là đặt background cho nó thoải mái. Ví dụ như là đã đặt này thì ok, thậm cái thì cái background nó sẽ có màu xám, màu ghi như này. Phần đây là thanh thuộc tính, bao gồm các lệnh phóng to thu nhỏ. Ví dụ như ở đây là lệnh camera pan, tức là camera có thể di chuyển cái vùng mà chúng ta cần đặt camera. Lệnh quay, quay này chúng ta có thể quay camera, quay chiều của nó. Đấy. Rồi lệnh quay 3D, chúng ta cho vào đây thì nó sẽ là 3D. Đấy, để chúng ta nhìn thấy được. Rồi lệnh điều khiển camera xa gần, dùng cái mũi tên này. Đấy. Và đây là camera ghi, thì lúc chúng ta ghi thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần chuyển động ra sao. Còn mũi tên này là mũi tên dùng để select, để dịch chuyển chọn các đối tượng, vân vân. Gồm có opacity là độ mờ của đối tượng. Phần tiếp theo tôi xin giới thiệu đó là chức năng timeline. Chúng ta ấn nút F3, F4, F5. F3 thì ra một cái timeline để chúng ta điều khiển. Trong timeline thì gồm có music, âm thanh và camera object. Project là cái dự án của mình, còn camera là camera, để các bạn có thể xem ở trên này. Phần quản lý đối tượng như là Content Manager, thì ở đây chúng ta nhìn thấy là vùng này là vùng Content Manager, gồm có các đối tượng Actor là nhân vật, Animation là phần chuyển động của nhân vật, Scene là cảnh, FX là âm, hệ thống âm thanh, Pop là con rối, vân vân. Chúng ta có thể chọn tức là con rối nói chung là nói về những cái bản nháp đấy. Đấy, chúng ta có thể chọn nó. Rồi Elliptic Motion tức là phần chuyển động của nhiều đối tượng, của Photoshop vân vân, chúng ta có thể cắt ra. Phần Custom là chúng ta lựa chọn theo khách hàng, theo chúng ta muốn. Đấy, trong project của chúng ta thì gồm có project template,
đấy, demo Orex như nào. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là trong phần demo của họ thì họ đã cho chúng ta những cái đối tượng ở những cái hoạt cảnh có sẵn để chúng ta có thể nhìn thấy. Như chúng ta muốn ghi vào một project mới đó, thì các bạn nhìn thấy là hoạt cảnh đang được nạp ra, một cái cảnh đang được nạp ra và chúng ta có thể nhìn thấy được trong ít phút khi mà nó nạp ra. Với máy tính của mình thì nó hơi chậm một chút nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể xem được đấy. Thì các bạn đợi một chút thì sẽ nhìn thấy hoàn cảnh của animator. Đây, chúng ta nhìn thấy là đây là cái xương, bộ khung xương hoàn cảnh. Đây các đối tượng được chuyển động như là rắn, cá, cây, vân vân. Thì các bạn rất trẻ con rất là thích, như là cây rồi cá lượn về, đúng không các bạn? Đấy, rất đẹp nhé. Rồi con sâu vân vân đó. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy là đây cũng rất là nhiều cảnh mà chúng ta cần chúng ta thấy, ví dụ như là cảnh về physical animation, tức là phần hai người đối thoại nhau thì chúng ta có thể nhìn thấy được. Đấy, đây là một phần mềm khá hay và thú vị, giúp các bạn tạo những phim hoạt hình sống động và nhanh nhất. Khuôn mặt có thể chuyển động, cười, nói, vân vân, rồi uốn éo. Đấy, các bạn nhìn thấy như đây là phần con chó cún, có thể biểu diễn phần con chim. Rồi đó, đó là những cái mà hoạt cảnh template của họ chúng ta có thể áp dụng vào được những cái việc mà chúng ta đây là phần mềm nó mang tính chất là spline, tức là làm việc theo ống. Ống ở đây là một cái ống chiều tượng, nó có thể liên kết được với Photoshop, Illustrator. Các bạn giỏi về phần thiết kế thì các bạn có thể làm được những cái nhân vật dựa theo cái cấu trúc của nhân vật đã có. Thế mình nói tiếp phần actor. Actor đây thì người ta cho chúng ta các loại nhân vật có sẵn và cũng như là mua của họ. Đó, có sẵn hoặc là mua của họ. Như chỗ này là phần chúng ta phải mua này. Đấy, chúng ta phải mua thêm này. Chúng ta mua thêm mà chúng ta không vẽ được thì chúng ta mua thêm những cái nhân vật. Đấy, như nhân vật con người, như trẻ con, vân vân. Đấy là phần mua thêm. Còn phần người ta cho chúng ta thì người ta cho chúng ta những phần này để chúng ta có thể lấy những phần này. Đấy, phần này là ví dụ như là phần con mèo. Các bạn có thể kích vào đây thì con mèo được hiện ra và các bạn nhìn thấy. Đó, đây là con mèo. Con mèo của chúng ta thì nó được vẽ như thế này. Sau khi mà các bạn đã có nhân vật rồi thì các bạn phải gán cái hành động vào bằng cách các bạn chuyển sang cái tab animation và các bạn chọn vào đây. Chọn vào đây thì các bạn phải chọn tương ứng với, vì là động vật bốn chân cho nên ta phải chọn với tương ứng với con mèo. Ví dụ như là phần con mèo đứng hoặc con mèo ngồi, chẳng hạn con mèo ngồi, ta đưa con mèo vào đây thì nó gắn cho chúng ta một cái hành động con mèo. Đó, hành động con mèo. Các bạn nhìn thấy là tôi sẽ dừng lại, tôi cho phóng con to con mèo nó lên. Đó, các bạn có thể nhìn thấy phần con mèo được phóng to lên. Phần select chọn con mèo đưa nó lên trên này. Đó, và tôi sẽ chuyển các hành động vào đây. Bạn nhìn thấy là con mèo của chúng ta đây. Cái chuyển động. Đây là phần chết nhé, phần không cử động, nó chỉ đứng im ở một vị thế thôi. Thế chúng ta muốn nó con mèo này nó chuyển động thì chúng ta chuyển sang phần
Move, phần move là phần chuyển động thì gồm có đi bộ rồi nhảy, đi bộ 1, đi bộ 2. Để chúng ta thử và xem. Thì chúng ta nhìn thấy con mèo đã được đi bộ. Đấy. Con mèo đi bộ. Phần perform là phần hành động là nhảy rồi quỳ vân vân. Thì chúng ta nhìn thấy như là con mèo. Đấy, uốn éo như thế. Đấy, đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp. Đấy. Phần mềm này thì rất nhiều nhà làm phim hoạt hình ở Việt Nam mình là áp dụng vào, vì tôi nhìn thoáng qua là tôi biết là áp dụng phần mềm Grace Talk Animator, thì đây là phần mềm rất là khá hay, các bạn có thể áp dụng vào. Thế còn phần chỉnh sửa nhân vật thì có hai cách, mà quan trọng nhất là những bạn mà tạo Photoshop rồi. Hoặc là các bạn tạo một chương trình sửa ảnh rồi, các bạn có thể sửa ảnh được. Chúng ta sửa theo mẫu của họ và biến cái con vật của họ trở thành con vật của mình. Các bạn thấy là đây là những con vật mẫu, và hành động mẫu, thì chúng ta chỉnh sửa nó rất là dễ thôi. Nó không có gì khó cả. Đấy, thì tôi sẽ giới thiệu ở trong những cái clip tiếp theo, mà mong các bạn là theo dõi và các bạn sẽ tự làm được những phim hành động của mình cho các cháu bé vân vân. Đấy, con dog thế, ví dụ như là phần nó đứng im rồi phần nó chuyển động vân vân thì chúng ta lấy vào. Đấy, ví dụ con mèo mèo này tôi cho vào đây. Đấy. Thế còn việc mà chúng ta phải điều khiển theo một thời gian cho nó thì tôi sẽ giới thiệu ở bài tiếp theo. Phần công cụ thì có những cái thành phần sau, ví dụ composer. Composer là cấu trúc của toàn bộ con vật. Phần tiếp theo là phần tạo ra một cái bộ khung xương cho nhân vật, thì chúng ta chúng ta sẽ chọn phần vật này, biểu tượng của nó là GS G3 Freeborn Actor, tức là tạo ra một cái nhân vật có G3, tức là G3 đấy. Đấy, còn phần này thì chúng tạo ra một cái media, một cái môi trường cho hoạt cảnh. Phần đây là âm thanh, phần này là chúng ta render một cái kiểu style. Ngoài ra còn có rất nhiều cấu trúc như là spy editor, thì cái này phần này là spy là những cái bộ phận của con vật. Phần này là cấu trúc mặt của con vật. Phần này là 2D motion key editor, chúng ta sửa những cái keyframe. Đấy. Và chúng ta gồm face key editor, nó tách ra cho chúng ta từng phần một. Đấy. Ví dụ như phần này thì chúng ta nhìn thấy là phần để chúng ta điều khiển con vật theo ý của chúng ta. Ví dụ mắt mũi ở đây thì full control ở đây nó gồm bao gồm có smile, general smile là cười, angry là tức giận, sad là buồn, happy con mèo hạnh phúc, vân vân, scare là sợ, sệt, vân vân, thì chúng ta có thể chọn ở trong cái mục này. Ví dụ tôi chọn cho đầu con vật, tôi chọn này và tôi ấn phím space. Đấy, các bạn nhìn thấy con mèo chuyển động chưa? Đấy, con mèo mà chúng ta đang chuyển động và nó sẽ ghi lại cho chúng ta trên keyframe khi các bạn chuyển động. Nhanh lắm, phần mềm này nhanh, làm hoạt cảnh rất là nhanh. Các bạn thấy là rất là sướng đúng không? Đấy, tôi top lại là chúng ta nhìn thấy. Đấy, khi tôi chạy keyframe thì các bạn nhìn thấy. Đấy, con mèo chuyển động, ngọ ngoại cái mặt, vân vân. Thì chúng ta biểu cảm được ở nó. Đấy là những cái mà chúng ta phải học cho nó đẹp. Thế còn phần camera, lúc chúng ta chuẩn bị xem chế độ ghi, xem như nào, chế độ 3D như nào thì chúng ta sẽ chú ý đến phần tiếp theo. Phần tiếp theo là cảnh, lớp cảnh. Thì tôi muốn cho một, ở đây thì có phần mua, phần có sẵn. Đấy. Phần mua phần có sẵn, các bạn kích vào đây thì các bạn sẽ được một cái khung cảnh ở phía trong. Đấy, các bạn nhìn thấy khung cảnh ở phía trong thì con mèo của chúng ta đang ngồi trên ghế, thì chúng ta có thể di chuyển xuống phía dưới.
chúng ta di chuyển xuống phía dưới bằng cách chọn vào đối tượng này, chọn vào cái này thì chúng ta ghi và chọn cái này xuống. Đấy. Và chúng ta phải mở một cái menu nữa là cảnh, quản lý cảnh. Thì phần này chúng ta nhìn thấy là cảnh ở đây thì chúng ta phải chọn G3 để chúng ta biết được đấy là con vật. Đấy. Con vật nó nằm ở chỗ này. Đấy. Đấy. Đấy, các bạn thấy là khi mà chúng ta chọn lựa chọn thì con vật nó nhảy xuống xuống nào đấy. Thì cái đây nó chỉ cho chúng ta cái đường để chúng ta di chuyển. Đấy, chúng ta nhìn thấy chúng ta có thể phóng to con vật này lên hoặc xoay con vật này. Đấy, to con vật lên nhé. Rồi trên đây là các nút điều khiển về tọa độ của con vật. Đấy, các bạn có thể điều khiển nó bằng cách là x, tọa độ y. Ở đây là tâm giữa của cái màn hình. Thế còn tọa độ Z là gì? Z là để vào trong ra ngoài, tức là con vật nó vào sau một đối tượng gì, nó ra ngoài một đối tượng gì. Còn chiều đây là chiều rộng, chiều dài của con vật theo hướng thực, tức là tại con vật này đo, chúng ta đo là kích thước của con vật theo tọa độ point, vân vân. Thế thì các bạn nhìn thấy là rất là sướng đúng không? Còn con vật có thể được làm mờ. Đấy. Đấy, ví dụ này để chúng ta biến con vật nó trở thành một cái đối tượng trong suốt, trong suốt giống như các bạn muốn làm con ma hiện hình vân vân thì các bạn dùng cái này. Đấy, dùng cái này thì các bạn nhìn thấy này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy là đây là con vật đang ở trạng thái tĩnh do chúng ta vừa gán cái hành động tĩnh vào, thì đến chỗ hoạt động thì nó sẽ đấy, nó sẽ hoạt động đấy, đấy nó sẽ hoạt động đấy, bạn nhìn thấy không? Đấy. Đây là một phần mềm tuyệt vời giúp các bạn làm hoàn thành những bộ phim hoạt hình hay truyện cổ tích mà các bạn thích. Ví dụ các bạn muốn vẽ một con lion hoặc con hổ, con tiger, con sư tử, con lion là sư tử, tiger là con hổ, hoặc là con dê, con báo ở đây, các bạn có thể vẽ ngoài và các bạn gán cho nó. Thì phần clip này tôi xin giới thiệu qua ở đây, và các bạn like và chia sẻ cho tôi để tôi tiếp tục ra video hướng dẫn các bạn cách tạo nhân vật như thế nào và cách chuyển động như thế nào, gán âm thanh ra sao, vân vân, thì các bạn sử dụng phần mềm này. Ngoài ra các bạn là muốn học phần mềm, thêm phần mềm Animator, TomPom, Animator thì các bạn đăng ký với tôi để tôi hướng dẫn các bạn mở một lớp tạo phim hoạt hình. Thì các bạn cũng không kém gì các kỹ sư làm trong các xưởng phim nổi tiếng như là xưởng phim Walt Disney, rồi xưởng phim khác nữa của Úc, của Mỹ, vân vân. Các bạn có thể tạo cho các em bé những bộ phim cực kỳ hay. Thì đây là một phần mềm tương đối khá hay, nó làm việc theo đường ống. Theo đường ống. Đường ống có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó có sự liên kết giữa Photoshop và Illustrator và làm việc nó theo từng bộ phận của nhân vật. Nó sẽ chui vào bên trong ống này. Đấy. Thì người ta gọi là GrayTalk Animator Pin 9. Nó làm theo một cái đường ống. Các bạn chú ý với tôi như vậy thì các bạn sẽ được học những bộ phim hay, nhiều cái cách làm hay để giúp các bạn trở thành những cái nhà sản xuất phim cực kỳ hay. Đấy. 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 Thì tôi hướng dẫn cho các bạn cách làm như vậy. Thì phần đầu tiên thì tôi giới thiệu và để cho các bạn cài đặt phần mềm. Phần 3D view thì chúng ta nhìn thấy 3D view rất hay, và chúng ta có thể xoay, ta có thể đưa đối tượng ra bên ngoài hoặc vào trong theo ý thích của mình. Thì cái này các bạn không phải lo là phần mềm của chúng ta hoạt động ra sao, rất là dễ dàng đúng không các bạn? Vâng. Tôi clip đây tôi xin thân ái chào các bạn. Chúc các bạn một ngày